Chúng ta là những con tầm, tầm thì phải nhã tơ, tầm thì phải hy sinh. Chúng ta tầm chân thiện mỹ, chúng ta đi tầm những cái chân lý mà người đời không hiểu được. Chúng ta đi tầm thiên, tầm về cha mẹ, tầm về trời đó con. Cho nên chúng ta, ngôi mộ chúng ta sẽ rất là nhiều bông hoa, rất là nhiều chữ. Những đứa hội thiên hôm nay có mặt ở Thiên Long Giang này đổ công sức, tuy là những cái sơ sài nhưng mà những ngày đầu tiên của cái này nó sẽ đi vào lịch sử. Sau này khi mà cái chìa khóa cuối cùng của thủ hộ thì cái này không biết bao nhiêu người sẽ dành nhau xây những công trình xi măng cốt sắt, đá gạch mạ vàng, nó cũng không có giá trị nữa. Là vì họ không có thật tâm. Hôm nay nó khác hơn hôm qua. Thời gian nó đã thay đổi, thời gian không có quay ngược lại. Thì những cái chuyện con làm gần đây đó, con thấy nội ngày hôm qua thôi, là có người đi tìm hàng Nga, nhìn hàng Nga trên mạng, nhìn ao ở đời chạy tới ôm con. Thì đó là một sự thật là lớn lao thành công của con. Tìm Ngân, tìm Veronica, đứa nào mà lên mạng thì thường là đều được những hội thiên mới nhận diện ra liền. Thì con đã nhìn thấy sự thành công của con rồi. Hôm nay là ngày đệ tử nói chuyện chứ không phải là ngày nói chuyện, cho nên thầy trả lời con. Thầy phụ cũng là con tầm, tầm bự sáng, thầy phụ đều là nghĩ có lợi cho mình. Chúng ta tầm về quê hương chúng ta, và đồng thời chú hộ sẽ thời hôm nay đứng Thiên Long Giang này sẽ không để tất cả họ thiên thất vọng. Nếu mà sư phụ làm cho tất cả con thất vọng, sáu quyển kinh thư của Đức Thầy, tất cả những lời tiên tri của Đức Sấm Trạng Trình, Đu Bá Ôn từ ở bên Hàn Quốc, từ bên Nhật và North Remes, tiên tri về sư phụ thời đại tận thế chúng ta đều không phải là tiểu thuyết. Những gì lỗi lạc thời xưa nói đâu chúng đó. Nếu không có sư phụ, tất cả những gì đó Lô Bá Ôn, Gia Cát Lượng và Ngũ Đại Truyền Thừa, sáu quyển của Đức Thầy sẽ trở thành tiểu thuyết. Không bao giờ là tiểu thuyết. Đó là những lời bất di bất dịch. Chỉ có những chúng sanh ở ngoài kia, không phải những cái con đứng đây họ không hiểu. Thì mình phải làm gán con tầm, gán từ giọt xương để cho họ hiểu. Gần đây, hồi xưa nước nhiều thì thấm đất, nhưng mà bây giờ mấy vị dạy sư phụ, con phải như hạt xương để cho họ hiểu. Vì chúng sanh tham lam vô minh, ích kỷ, cho nên tâm trí của họ lu mờ, u mê. Con phải làm sao để cho họ hiểu. Đó là lời của một vị rất là lớn trên trời. Sư phụ thường nói chuyện hàng tuần, hàng ngày. Thì những lời sư phụ nói trên mạng, có nhiều lúc lời của sư phụ, có nhiều lúc đa số không phải lời của sư phụ. Sư phụ cũng không có ham gì nước miệng. Nhưng mà ngoài ra ai cứu 4 triệu đảng viên trong thời kỳ này. Đó là một cái công việc mà không có nằm trong điều lệ của vũ trụ. Tại sao sư phụ không tái sanh vào một quốc gia khác, mà tái sanh vào một gì nước Việt hỗn độn, tranh chấp, thù ghét lẫn nhau, bắt chung nam, quốc cộng, quốc nội, quốc ngoại. Những thế hệ trẻ bây giờ không còn nhân tính nữa. Rất là khó sư phụ. Nhưng mà khó cũng phải làm. Chúng ta sẽ thành công và đại thành công trong tương lai. Các con cứ vững lòng tin. Lần mà mình cầu siêu, mình là ở trên Thiên Long Sơn, ở cha có dạy, cha kêu sư phụ nói lại trên mạng, phải vững lòng tin, không có được nôn nóng. Cho nên nếu mà ai mà tin tất cả sấm cơ và sáu quyển của Đức Thầy thì tiểu thuyết, thì đừng có cứ nghĩ cái đó là thơ hay là tiểu thuyết, thì đừng có tin sư phụ. Còn bao nhiêu chuyện mà thực tế những đứa gần như hộ thấy rất là hiển linh á, có những cái các đệ tử hay người phàm làm sao mà hiểu được.
Hồ có bảy vòng hào quang, cái đó đã đủ chứng minh. Sư phụ có biết bao nhiêu mấy vị rồng hộ hộ thể, mấy vị đứng đầy đây. Hồ tiếp xúc với bề trên hàng ngày hàng tuần. Bây giờ làm sao? Hồi xưa bác Thọ mình bên Ca Lý, ổng hát ô, ổng lì lắm. Đến một ngày ổng lì quá, thụ cho ổng đứng đó để mà dự kiến. Thì cái thời này nó có những cái lạ trên thế giới xảy ra. Thì cho nên có sư phụ lạ, có hồi thiên chúng ta lạ. Chúng ta làm những chuyện lạ, chúng ta hy sinh tiền tài, hy sinh sức lực để mà làm cái Thiên Long Giang này. Không có mục đích gì hết, chỉ mà ngoài mục đích để đem người ta vô đây ăn hiền ở lành. Chúng ta không có mong cầu một cái gì của ai hết. Họ có lòng thì đem vô bó nhang, có lòng nữa thì đem vô bó bông, có lòng nữa thì đem vô dĩa trái cây. Chứ ngoài này tuyệt đối, đời này và những đời sau, họ thiên chúng ta không có để thùng tiền ở đây và không có bè phái để mà gây vận động gây quỷ. Có bao nhiêu làm bao nhiêu. Và sư phụ gieo duyên một cách tự nhiên ở Houston này, không có vụ lợi. Ai hiểu lái xe vô đây thì được về trời, ai không hiểu thì phải chờ những kiếp sau đủ duyên đi. Chứ dù không có phải mà marketing hay là đi quảng cáo hay kêu gọi như những người khác. Ai gần sư phụ sẽ được có những cái cảm nhận và những cái gọi là trượt tà được, thì mấy vị sẽ trị bệnh thường xuyên. Còn ai không hiểu mà chạy theo đi thầy bùa này, thầy ngải nọ, cậu chính kia, thì là họ càng bệnh lại cộng bệnh đó. Thì cái đó là do cái tâm họ u mê. Nhưng mà bây giờ sư chỉ biết theo tên này, mấy vị nói là con của mẹ ở bên miền Trung nước Mỹ này rất là hiền. Sư cũng thấy có hiền á, chưa thấy người nào giữ ở đây. Ok, thì không có nói nhiều nữa. Dạ, dành cho mấy đệ tử lên nói chuyện. Ai tiếp tục? Con lên nói.